Bạn hôm nay mình đã được quay trở lại với các bạn, mình có chia sẻ cái nấu cá mò của mình, và hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cá mò bình hoa của bạn tại nhà. Đây là bình hoa mình chuẩn bị, mời các bạn cùng cá mò với mình.
làm việc rồi nó lên tin. Thì xong rồi, cảm ơn của mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ.